sau đó em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem cái phần nội thất trước. Rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho bác xem sau nhá. Đầu tiên các bác nhìn phần cái phần ghế đúng không ạ? Nội thất đây, nội thất ghế da zin nguyên bản đây các nhá. Đó. Chủ xe vẫn giữ được cái bộ ghế da đẹp như thế này, thực sự bác là phải là chủ xe rất là giữ xe, rất là chăm xe mới được giữ bộ ghế da còn rất là đẹp như này các nhá. Đó, đây là ghế da xịn của nhà máy nguyên bản từ đầu luôn ạ. Đó, có rèm chắn nắng tự động này, bằng điện này. Và toàn bộ đây phần trần đây chủ xe rất là chịu chơi luôn. Đó, chi tiền độ thêm một cái bộ trần lỉ nhá. Đó, trần lỉ này, bọc trần lỉ này. Cái trần lỉ này rất là đắt tiền rồi nhá. Đó, nó rất là đẹp luôn, nó rất là đắt tiền. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ VIP luôn. Toàn bộ đây các ông xem này. Tất cả những phần da này da zin các nhá. Và những phần vân gỗ đây rất sáng bóng này, nguyên bản này. Những phần nhựa này. Rất là chất lượng luôn ạ. Keo chỉ các nhá, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Em là Minh Ô Tô, chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes C200, sản xuất năm 2002 và đăng ký lăn bánh năm 2004 coi nhá. Đó, số sàn coi nhá. Đó, đây là mẫu xe số sàn, nó rất là hay luôn đúng không ạ? Sử dụng động cơ 1.8 thôi, nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này là khá hợp lý các nhá, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó, được là đánh giá là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng Mercedes luôn các nhá. Toàn bộ những phần vùng điều hòa nhá, hai vùng điều hòa độc lập luôn. Đó, em thì cũng tư vấn rất là nhiều cho các bác rồi. Mercedes thì có nhiều loại Mercedes đúng không ạ? Nhiều Mercedes thì động cơ 1.8 rồi thì là 2.0, 2.5, 3.0 là rất là nhiều chấm luôn. Nhưng mà đây là một mẫu xe được mệnh danh là lành nhất và tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Nhất trong cái dòng Mercedes luôn các nhá. Lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong này Mercedes luôn. Chuẩn đét luôn các nhá. Số tự động bên em đã test thử là chỉ 7 lít rưỡi thôi trên 100 cây cả điều hòa. Đó là em tính đường cao tốc các nhá. Đó đây là em tính đường cao tốc. Còn con xe này số sàn này. Đó, số sàn nó còn tiết kiệm nhiên liệu hơn các nhá. Đó. Dòng này rất là hiện đại luôn các bác ạ. Đó, rất là hiện đại luôn, được trang bị ngập tràn công nghệ này. Thứ nhất phần ghế điện này, các bác nhìn này. Ghế điện này. Đó, hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng nhá. Đó, chỉnh điện vẫn ngon lành này. Đó, đầy đủ luôn. 6 túi khí vòng quanh xe ạ. Đó, 6 túi khí luôn. Toàn bộ đây phần tem mác này, những phần ốc này rất là mới, là tem mác nguyên bản này. Đó, 6 túi khí an toàn, hai ghế trước chỉnh điện đa hướng. Hai vùng điều hòa độc lập, điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Túi khí phanh ABS. Nói chung là khá là nhiều chức năng an toàn. Cái dòng Mercedes này thì đẳng cấp rồi các nhá. Đó, đi nó rất là thích luôn. Cách âm tốt, đi đầm, đi chắc. Nói chung là những cái hiện đại, những cái chắc chắn, nói chung là tất cả những cái gì cần có của một con ô tô cần có đúng không ạ, thì là nó hội tụ trên con Mercedes này các nhá. Đó, nên là Mercedes này nó đáp ứng được đầy đủ hết ạ. Không thiếu cái gì cả. Các bác nhìn này. Đó, vẫn hoạt động ngon lành các nhá. Ghế điện này ạ, lên xuống theo ý muốn của mình. Tất cả những cái phần tì để tay này, được chưa? Đó, để đồ này còn nguyên luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đây, cho thấp đây các nhá, cho thấp đây ạ. Ghế đang cho thấp này, được chưa? Ghế đang thấp rồi, cao này. Chỉnh điện đa hướng luôn. Quá đẹp luôn. Đúng không? Dạ vâng, để các bác không phải chờ lâu, em mời các bác cùng em xem và cảm nhận cái khoang máy động cơ của mẫu xe này các nhá. Có máy thì nó lổ rất là êm luôn các bạn. Đó. Nói chung là hiếm gặp cái con xe nào mà máy nó lổ êm như con xe này các nhá. Có máy nó lổ thút thít luôn. Có cái dòng Mercedes như lổ như này là đẳng cấp các nhá. Lổ quá êm luôn. Đó, lổ rất là êm luôn các nhá. Có vài cái chi tiết kia thì nó theo năm tháng thì nó hơi bẩn một chút thôi các nhá. Và đấy thì có thể là vệ sinh là sạch sẽ thôi. Còn máy thì lổ rất là êm luôn các bạn. Nó lổ khá êm luôn. Nói chung là chất lượng xe bên em thì bên em đã kiểm tra rồi các nhá. Đây là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó. Xe thì lổ rất là êm, nhạc rất là hay ạ. Âm thanh hay này. Cảm ứng này các bác nhá. Cảm ứng nghe rất là hay luôn. Cảm ứng rất là nhạy luôn. Và âm thanh nghe rất là hay luôn ạ. Đây ạ. Lách bài đây ạ. Đầy đủ luôn các nhá. Đằng sau kia ạ. Đẹp lắm, tự động điện này.
bác thích cho dèm lên là lên thôi. Đó, rất là hay các nhá. Sau đây em sẽ cho bác xem tổng thành bên ngoài nhá. Do cái dòng bẹc này mở capo là phải mở bằng hai tay nhá, nên là thoại rất là khó mở, nên em mở sẵn luôn để em quay phần máy cho bác xem trước. Sau vâng, em xin lại, đây là mẫu xe Mercedes C200 sản xuất năm 2002 và đăng ký lăn bánh năm 2004, số sàn có nhá. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là siêu rẻ luôn, siêu rẻ luôn, chỉ có 125 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 có nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung này, miền Tây hoặc miền Nam đúng không ạ? Phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em nhé. Còn tất cả bác ở khu vực miền Bắc thì lúc đó thì em sẽ tính tiền vận chuyển sau nhé, để xem các bác ở đâu ạ. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác về cái chất lượng xe, không đụng, không gặp nước nhé. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm ạ. Tại vì sao, bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe bên em nhập vào, rất là chất lượng. Sau đây em mời bác em xem phần cốp ở đồ sau nhé. Cốp ở đồ sau chỉ ấn chìa khóa một cái là nó tự lên thôi coi nhá. Nói chung là nó rất là hiện đại luôn. Toàn bộ đây, những phần lỉ đây ạ, đằng sau đây là zin coi nhá, lỉ zin này còn rất là mới luôn. Và đây, xung quanh đây, bên dưới là lỉ này, khoang để đồ rất là rộng rãi các bác nhé. Rất rộng luôn. Toàn bộ đây, bên dưới đây, tất cả những phần nhựa này, được chưa? Nhựa là zin nguyên bản này. Đó, nguyên bản luôn các bác nhé. Nói chung là xe đẹp lắm các bác. Đó, xe rất đẹp luôn. Và đây, vừa em quên em chưa cho các bác xem cái phần cốp ở đồ. Cốp ở đồ đây. Phần cốp bên trong xe nhé. Đó, đây là cốp ở đồ đây. Tất cả đây, những phần đài này, nhiều mẫu xe là cái đài này không giữ được các bác nhá. Đó, nhưng mẫu xe này vẫn còn giữ được luôn. Những phần lỉ này có nhìn này, rất là mới luôn đúng không ạ? Dạ vâng, đó là tổng thành xe Mercedes C200, một lần nữa em Minh Ô Tô xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.